Xin chào các bạn, thì hôm nay mình sẽ tiếp tục chia sẻ với các bạn về cách làm sao để mình thực hiện cái bông hoa hướng dương này nha. Thì như ở phần trước mình đã chia sẻ với các bạn về cách thực hiện cái phần nguyện này rồi. Ở phần này mình sẽ chia sẻ với các bạn về cách để mình làm cái cánh hoa này. Thì đối với cánh hoa này thì mình chỉ cần sử dụng một màu lông duy nhất, đó là màu vàng. Ở đây thì mình sẽ sử dụng màu vàng mai nha các bạn. Ở đây mình vẫn sử dụng cô tông Việt Nam chập B, cho nên kim móc của mình sử dụng nó vẫn là 1.75mm. Mình sẽ cần thêm kéo và một cái hộp quạt nữa để kết cái phần chỉ lại. Bây giờ mình sẽ bắt đầu thực hiện nha các bạn. Đầu tiên thì mình sẽ đưa phần chỉ vào phía trong, và như các bạn sẽ để ý thấy là như là ở phần trước, mình sẽ quay gần hơn một chút xíu nha. Như là ở phần trước mình đã thực hiện trên ba cái chân của chân trước của cái hàng thứ 10, 11 và 12 rồi. Thì lúc này mình sẽ thực hiện trên cái chân trước của hàng thứ 13, hàng cuối cùng này. Thì đây, mình sẽ đưa kim vào phía trong cái phần chân trước của hàng thứ 13 như thế này và kéo chỉ lên nha các bạn. Sau khi kéo chỉ lên xong thì mình sẽ thực hiện lên ở đây tổng cộng là 8 mũi bính. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi, sau khi thực hiện xong 8 mũi bính này thì mình sẽ bỏ cái chân móc đầu tiên này của mình nha các bạn, và đâm kim xuống cái chân thứ hai, thực hiện lên trong đây là 7 mũi móc đơn. 1, 2, 3, 4, 5, 6 và cuối cùng là 7. Sau khi thực hiện xong 7 mũi móc đơn này thì mình sẽ đâm kim xuống cái chân tiếp theo. Và ở cái chân tiếp theo này, mình sẽ thực hiện lên một mũi dời. Rồi, mình sẽ đâm kim xuống cái chân tiếp theo nữa và thực hiện lên một mũi móc đơn. Đây. Rồi. Tiếp theo mình cũng sẽ đâm kim xuống ngay cái chân tiếp theo này và thực hiện lên một mũi móc đơn. Vậy là tổng cộng mình thực hiện 2 mũi móc đơn nha các bạn. Rồi, sau khi thực hiện xong 2 mũi móc đơn này thì mình cũng sẽ lên 8 mũi bính. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Và mình cũng sẽ quay kim lại, bỏ cái chân móc đầu tiên, thực hiện ở cái chân móc thứ hai, và ở đây mình cũng sẽ thực hiện lên 7 mũi. 1, 7 mũi móc đơn nha các bạn. 2, 3, 4, 5, 6 và cuối cùng là 7. Sau khi thực hiện xong 7 mũi móc đơn này thì mình cũng sẽ thực hiện tương tự như vừa lúc nãy nha các bạn. Tức là ở 3 chân móc tiếp theo, chân móc đầu tiên là một mũi dời. Rồi, hai chân móc tiếp theo mình sẽ thực hiện 2 mũi móc đơn. 1, 2. Và mình sẽ tiếp tục thực hiện vòng lặp này đi cho đến hết cái vòng tròn này luôn nha các bạn. Và khi mà mình đi đến hết cái vòng tròn này thì mình sẽ được thực hiện được, mình tạm gọi ở đây là cái phần sườn của cái cánh đó các bạn. Thì mình sẽ thực hiện được tổng cộng là 20 cái phần sườn cánh này nha. Sau khi mình đã thực hiện ở đây là 20 cái sườn hoa như thế này rồi thì mình sẽ tiếp tục thực hiện lên cái phần cánh hoa nha các bạn. Thì ở đây các bạn sẽ thấy là đây, mình sẽ kéo lên cho các bạn thấy nè. Ở đây các bạn sẽ thấy là mình thực hiện cái chân móc cuối cùng thì nó là sẽ là mũi móc đơn ở ngay cái chân móc đầu tiên này luôn. Thì lúc này
mình sẽ đi lên nha các bạn. Mình sẽ đi lên ở phía trên phần sườn hoa như thế này. Thì mình sẽ đếm trước cho các bạn xem nè, là tổng cộng là mình sẽ có 7 cái chân móc. 1, 2, 3, 4, 5, 6 và ở đây là sẽ là 7. Và mình sẽ có một cái phần ở phía trên đỉnh này nữa, nó chính là cái chân móc mũi bính thứ 8 á các bạn. Rồi, ở đây mình sẽ thực hiện đầu tiên, chân móc đầu tiên mình sẽ thực hiện là một mũi móc đơn nè. Rồi, lên một mũi móc đơn, tiếp theo mình sẽ lên một mũi nửa kép ở chân móc thứ hai. Rồi, tiếp tục mình sẽ lên hai mũi móc kép ở cái chân móc thứ ba, hai mũi móc kép cùng chân nha các bạn. 1 2 Chân móc tiếp theo mình cũng sẽ thực hiện hai mũi móc kép cùng chân. 1 2 Ở đây mình sẽ còn 1, 2 và 3. Thì ở chân móc tiếp theo nữa mình cũng sẽ thực hiện hai mũi móc kép cùng chân. 1 2 Chân móc này mình sẽ thực hiện một mũi nửa kép. Rồi, chân móc cuối cùng của mình sẽ thực hiện lên một mũi móc đơn. Mình sẽ đếm thử nha các bạn. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi, ở chân móc thứ 7 này mình sẽ thực hiện lên một mũi móc đơn. Ở phía cuối cùng này thì hơi khó thấy nha các bạn. Các bạn chịu khó với mình. Rồi, tiếp theo thì các bạn còn nhớ là ngay từ đầu là mình đã tạo ra ở đây là 8 mũi bính và mình chỉ thực hiện lên 7 mũi móc đơn. Thì ở cái phần đầu này mình sẽ có dư lại được một cái ở phần đầu này, thì mình sẽ đâm kim ngay cái phần đầu này và thực hiện lên hai mũi móc đơn ở đây. Nó chính là ngay cái chân bính mà mình đã bỏ các bạn. Đã bỏ khi mà mình thực hiện 7 mũi móc đơn á. Rồi, vậy là mình đã thực hiện xong phần nửa bên đây rồi. Thì phần nửa bên còn lại mình sẽ thực hiện tương tự thôi các bạn. Đầu tiên cái chân móc đầu tiên này ở phía phần trên đỉnh này mình sẽ thực hiện một mũi móc đơn. Ở phía trên đây thì nó sẽ hơi chặt nên mình hơi khó một chút xíu, các bạn chịu khó giùm nha. Rồi, một mũi móc đơn nè. Tiếp theo là một mũi nửa kép. Rồi, tiếp theo thì mình sẽ thực hiện liên tiếp 3 chân móc liên tiếp, 2 mũi móc kép cùng chân. Tổng cộng là 6 mũi móc kép đó các bạn. Đây, 2 mũi móc kép cùng chân tạo thành hình chữ V nè. Tiếp theo mình sẽ thực hiện thêm 2 lần nữa. 1 2 Rồi, mình sẽ thực hiện thêm một lần nữa nha các bạn. Một Hai Rồi, tiếp tục. Đây, mình đã thực hiện 1, 2, 3 3 lần rồi. Thì hai chân móc còn lại mình sẽ thực hiện một mũi nửa kép nè và một mũi móc đơn. Như vậy là mình đã thực hiện xong cái cánh hoa đầu tiên của mình rồi nè các bạn. Tiếp theo mình sẽ bắt luôn tới cái cánh hoa thứ hai. Thì ở cánh hoa thứ hai mình cũng sẽ thực hiện tương tự, đây là cái phần sườn hoa, thì mình sẽ bắt luôn ngay cái chân đầu tiên này và thực hiện lên một mũi móc đơn. Rồi, mình cứ tiếp tục thực hiện tương tự nha các bạn. Một mũi móc đơn nè, một mũi nửa kép nè. Rồi, tiếp theo là 3 lần 2 mũi móc kép cùng chân. 1
2. Một lần rồi nha. 1. Hai. Thêm một lần cuối cùng. Một. Hai. Rồi, tiếp theo mình sẽ thực hiện một mũi nửa kép nè. Rồi, cuối cùng là một mũi móc đơn. Ở phần đầu này thì cái mũi nó hay bị siết á, nó nhỏ lại cho nên mình sẽ khó thấy. Rồi tiếp tục, ngay phần đầu này thì mình sẽ thực hiện lên là hai mũi móc đơn cùng chân nha các bạn. Một. Hai. Tiếp theo mình sẽ đi qua bên kia và thực hiện một mũi móc đơn nè, một mũi nửa kép nè. Rồi tiếp tục 3 lần hai mũi móc kép cùng chân. 1. 2. Lần thứ nhất. 1. Hai, lần thứ hai. Một. Hai, lần thứ ba rồi. Rồi, hai chân móc cuối cùng mình sẽ thực hiện một mũi nửa kép nè và một mũi móc đơn nè. Rồi, vậy là mình đã thực hiện lại cho các bạn xem cái cánh thứ hai của mình rồi nha. Rồi đây, rồi tiếp tục mình cũng sẽ thực hiện tương tự như vừa lúc nãy, là lúc này mình sẽ đi một mũi tắt một mũi móc đơn ngay cái chân móc đầu tiên của cái phần sườn cánh tiếp theo này, và cứ như thế mình sẽ đi lần lượt cho đến hết 20 cái cánh hoa ở đây luôn nha các bạn. Sau khi ở đây mình đã thực hiện xong theo các bước và thực hiện các cánh còn lại xong, thì mình đã thực hiện xong cái phần cánh của hoa hướng dương này rồi. Ở phần tiếp theo mình sẽ chia sẻ tiếp với các bạn về cách làm sao để mình thực hiện cái phần đài hoa này nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.